Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đại học Huế tổ chức tòa đàm kỷ niệm 65 năm xây dựng và phát triển Đại học Huế 1957-2022, Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5. Tham dự tòa đàm về phía Trung ương có ông Nguyễn Khoa Điềm, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên trưởng ban tư tưởng Văn hóa Trung ương, ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về phía địa phương có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, ông Phan Quỷ Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Đại Huế, các trường thành viên, phân viên trực thuộc Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế nhận mạnh, trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, Đại học Huế luôn kiên định mục tiêu là trở thành một đại học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao và xây dựng Đại học Huế trở thành đại học quốc gia. Đến nay với tạm trường đại học thành viên, một viện nghiên cứu, năm đơn vị đào tạo và các đơn vị trực thuộc cùng với đội ngũ giảng viên có học hàm, học vị giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ chiếm tỷ lệ cao, đứng thứ ba toàn quốc Đà Huế đã trở thành cơ sở giáo dục đại học, đóng vai trò tiên phong, nòng cốt trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của thừa Thiên Huế, miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Khu đô thị Đà Huế cũng được xây dựng đạt 50% tổng diện tích đất khu quy hoạch, đáp ứng cơ bản cho việc hoàn thiện khuôn viên các trường đại học, kinh tế, luật, ngoại ngữ, trung tâm phục vụ sinh viên và khoa giáo dục thể chất. Tại buổi tòa đàm, nhiều ý kiến của lãnh đạo đại khuế và các trường thành viên về các nội dung quản trị đại học, hoàn họ thiện các mô hình trường viện tiên tiến, nâng cao chất lượng ngành đào tạo y dược cũng được đưa ra bàn luận để làm rõ thêm nhiều vấn đề. Xác định trụ cột khoa học công nghệ và giáo dục đại học, đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ tương xứng với vai trò và sự mạnh của đại khuế, đặc biệt là nhiệm vụ triển khai các chương trình quốc gia và vùng do chính phủ giao. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Quý Phương chúc mừng các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Huế đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, 65 năm hình thành và phát triển. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhận mạnh, sự phát triển của Đại học Huế gắn liền với việc xây dựng thừa thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương trên tinh thần nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Vì vậy, Đại học Huế cần tiếp tục xây dựng các tiêu chí, chỉ tiêu đạt chuẩn, xứng tâm của Đại học Quốc gia tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương pháp dạy học, chú trọng chất lượng tuyển sinh đầu vào và đảm bảo đầu ra đối với sinh viên Đào Huế, tăng cường phối hợp với các sở ban ngành, đồng hành cùng với tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng bộ trung tâm lớn của cả nước về văn hóa du lịch, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo. Dịp này, Đà Huế cũng vinh dự đón nhân cơ thi đua của chính phủ với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2020-2021 và trao thưởng thành tích khoa học và công nghệ cho các tập thể cá nhân của Đà Huế.